Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hiện có khoảng 10% số hợp tác xã được dây vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và chỉ có 0,5% số hợp tác xã tiếp cận được vốn dây của các tổ chức tín dụng. Hiện nay, nhiều hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp có nhu cầu dây vốn mở rộng sản xuất từ trồng trọt cho đến chăn nuôi. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, thời gian qua, các hợp tác xã và bà con gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn, trong đó có việc hệ thống báo cáo tài chính của hợp tác xã chưa bài bản, minh bạch, hoàn thiện. Thời gian tới, các ngành, cơ quan liên quan sẽ triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các hợp tác xã tăng khả năng tiếp cận vốn, đặc biệt là nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng. Thời điểm này, nhiều gia vườn tại vùng chuyên canh bưởi Nam Roi ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đang tích cực chăm sóc cây để cung ứng phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Dự báo sản lượng bưởi Tết năm nay sẽ giảm mạnh so với năm trước. Theo nhiều nhà vườn, thời tiết năm nay khó xử lý ra hoa giữ trái. Bên cạnh đó, do vườn bưởi lâu năm khai thác nhiều nên năng suất cũng không còn cao. Năm ngoái, 1 hectare bưởi cho sản lượng 15 tấn trong dịp Tết. Tuy nhiên, theo số lượng bưởi ra hoa đậu trái năm nay thì dự đoán sản lượng sẽ giảm gần phân nửa. Một số vườn bưởi già cỗi cho năng suất thấp được người dân cải tạo, chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái khác. Vào lúc này thì giá nấm rơm tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang tăng mạnh từ 10.000 đến 15.000 đồng một ký so với những tháng trước và đang ở mức rất cao. Hiện nấm rơm loại 1, nấm tròn, trắng đẹp được nông dân bán cho thương lái từ 65 đến 75.000 đồng một ký. Loại 2 và loại 3, nấm dài có giá từ 40 đến 50.000 đồng một ký. Giá tăng do nguồn cung giảm và nhu cầu tiêu thụ nấm rơm đang ở mức cao. Nhiều địa phương đã kết thúc vụ mùa thu hoạch lúa, nguồn cung rơm giảm, giá rơm ở mức cao nên nông dân cũng giảm trồng nấm. Còn đối với xoài Đài Loan thì diễn biến ngược lại. Sau thời gian tăng lên ở mức cao, hiện giá trái xoài Đài Loan đã giảm ít nhất từ 5.000 đến 15.000 đồng một ký so với cách này hơn một tháng. Cụ thể, xoài Đài Loan da xanh loại 1 đang được nông dân tại nhiều nơi bán cho thương lái và các dựa thu mua ở mức từ 20 đến 23.000 đồng một ký. Loại 2 giảm còn 10.000 đến 12.000 đồng. Xoài Đài Loan da vàng loại 1 có giá từ 25 đến 30.000 đồng một ký, loại 2 từ 13 đến 15.000 đồng. Giá giảm do lượng xoài tới lứa thu hoạch rất nhiều, trong khi đầu ra xuất khẩu chậm so với trước.